Điện ảnh lên cái nói thằng Quý, sao mày làm máy hư hoài vậy? À. Mày cho con tao số điện thoại đi. Có gì tao điện mày để mày điện nhà thầu hoài à. Là quá khoái luôn đúng không? Anh này anh ngay đúng ý ảnh mà. Lần trước anh hỏi mình về mình đâu trả lời đâu. Cái bữa đó ba em mới hỏi, ba em ngủ dậy cái thấy ổng ngồi trong góc trong nhà. Ủa cái thằng nước nóng mày đâu đây mày? Mẹ em mới nói là nó đi sửa con gái không á. Nó đi sửa con gái không á. Tại đi chơi xong xuôi mà thì leo lên mạnh giường ai nó ngủ. À. Có cái em ngủ giường ảnh ngủ giường. Tối trên giường ảnh mò qua bên giường mình nằm. Ảnh chưa giường mình nằm á. Ê đã hứa là sao hứa người nằm giường sao à. Giờ chưa đây tôi đi về Sài Gòn đó nha. Về anh biết không? Ảnh kể chuyện người yêu của ảnh mà bằng mấy trang sách chưa viết hết á. Quá trời người yêu luôn. Đâu mà em thói đâu nhiều dữ anh. Còn chỗ nào để kể ông kể sao. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả khán giả xem đài chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Dạ em là ca sĩ Ngọc Khang, tên thật là Trần Văn Công. Là nhiêu tuổi rồi Công? Dạ em nay em 41 tuổi. Hiện tại công việc em là ca sĩ, em đi hát khắp nơi. Đúng rồi. Hiện tại giờ hai dòng em ở tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có mở cái quán chay ngay cổng ngay chùa Hồng Pháp á. Rồi tới giờ anh Khang giới thiệu. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào quý khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Em năm nay là 35 tuổi. Em buôn bán tự do, hôm em qua bán món ăn quán chay Ngọc Khang, nhà ở gần chùa Hoàng Pháp, vợ của anh Ngọc Khang. Dạ nãy giờ chị giới thiệu hết luôn mà chị không giới thiệu tên. Tên em, gì? Em tên Trinh. Trinh. Dạ. Trinh. Bây giờ nè, Khang có thể hát một cái một đoạn cho một bài hát nào đó để mà cho cô Vân cũng như là khán giả Vợ Chồng Son thưởng thức cái giọng hát của Khang. Đúng rồi. Đó. Dạ em xin gửi đến anh chị bài hát và sáng tác của thầy Hồng Sơn, bài hát bài xến. Đứng lên đi cưng, đứng lên đi. Dạ. Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc xến. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm, từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ấu ơn. Không thể nào quên cha tôi, ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình chàng. Trời ơi đúng là học trò của thầy ha. Đó. Luyến lấy giống thầy dễ sợ luôn. Nhắm mắt lại chị tưởng Ngọc Sơn hát không đó. Giờ nó cơ duyên đi, cơ duyên làm sao mà gặp được bé này, đó, bé vợ dạ. Đó. Ừ. Đó, đi ăn chay rồi gặp đúng không? Dạ, ngày trước kia em đi cũng từng đi hát lót thôi, chưa có đi chương trình, chưa thi ca sĩ mặt. Thì công việc của em trước kia là em làm bên hệ thống năng lượng mặt trời á, với lại máy lạnh. Thì vô tình là nhà vợ em xây nhà, thì quá trình làm em cho lính rồi làm xong hết rồi, nhà xong hết rồi, tân gia rồi, em chưa biết vợ em là ai. Mấy tuần sau á, cái đường nước nước lạnh của bên linh lạnh làm nó bị trục trặc, nó bị nghẹt. Mà bên thầu là cứ gọi em em tới sửa lần đầu rồi cũng chưa biết vợ em luôn. Rồi bắt đầu lần thứ hai em tới sửa lần nữa, thì lúc đó thấy gặp vợ em trên lầu á. Em đang phơi quần áo, đang được phơi quần áo. Mà ảnh đâu ảnh sửa chờ nó, ảnh xuống anh để em cái em đang phơi đồ ở trên sân thượng trên ban công á. Cái anh kêu anh về nha em, em không trả lời, anh về nha em. Em không trả lời hai lần, cái lần thứ ba em cái em đang phơi, em quay lại gì cha nội, anh về nha em, về đi. Cái xong rồi lần sau máy hư tiếp, qua sửa xong rồi qua vô lần nó sau lại cho nó hư luôn. Đúng rồi. Quay vô nó gãy đúng gì rồi. Đó sửa xong rồi qua ngày sau máy hư tiếp. Mẹ em điện cho cái chủ nhà đầu tư tiếp, cái nói điện ảnh lên cái nói thằng Quý, sao mày làm máy hư hoài vậy? Mày cho con tao số điện thoại đi. Có gì tao điện mày để mày điện nhà thầu hoài à. Là quá khoái luôn đúng không? Anh này anh ngay đúng ý ảnh mà, lần trước anh hỏi mình về mình đâu trả lời đâu. Cái anh cho số điện thoại xong cái Zalo, ảnh vô Zalo, ảnh mới nhắn tin mình này kia nọ, ngày nào cũng mò tới nhà hết. Cái ba em á thì có thói quen ngủ sớm, cái bữa đó ba em mới hỏi, ba em ngủ dậy cái thấy ổng ngồi trong góc trong nhà. Ủa cái thằng nước nóng mày đâu đây mày? Mẹ em mới nói là nó đi sửa con gái không á. Nó đi sửa con gái không á. Ủa nhưng mà nè, nghĩa là mẹ cho vô nhà. Dạ. Nhưng mà sau đó thì là em gặp lại thì em có còn lạnh lùng giống như cái bữa thì đầu thì bữa đầu tiên ảnh xin số điện thoại em đó. Bắt đầu ngày nào cũng nhắn tin tấn công hết trơn, hỏi em này ăn cơm hay em đi chơi này kia nọ, hỏi thăm hỏi, nói chung là hỏi đủ thứ hết, sáng trưa chiều tối là hỏi tới tấp luôn. Thì lúc đó mình cũng nói chuyện cho vui, qua đường cho vui thôi, tại vì cũng mới chia tay, ảnh thì cũng mới chia tay với người yêu, mình cũng mới chia tay với người yêu. Rồi hai đứa cứ nói chuyện cho vui, nói chuyện cho qua ngày thôi chứ cũng nghĩ là quen gì đâu. Cái lần đó là ảnh thi chương trình
cũng trong gần Tết á, là lúc đó là hai đứa gặp nhau khoảng nửa tháng nữa là Tết của chương trình Bolero, thần tượng Bolero có thi casting ở Cần Thơ á anh. Em tưởng đâu tốt lắm, đi xe Honda đi xuống dưới thi á, rủ em theo đặng là ngồi đằng sau cho có người nói chuyện đỡ buồn á. Em ngày mai em đi chơi với anh, đi Cần Thơ chơi với anh. Em đâu có nghĩ là đi thi chương trình Bolero. Em thì em không thích nhạc. Đi tới đó cái mình nói vô muốn phòng ngủ. Anh nói, em mới hỏi anh là giờ muốn phòng ngủ là muốn làm sao? Muốn hai phòng nha. Tại vì mới gặp có nửa tháng mà em đâu muốn hai phòng, nó thôi muốn một phòng mà hai giường. Em mới nói ok muốn một phòng hai giường. Rồi đi chơi xong xuôi mà thì leo lên mạnh giường ai nó ngủ. Có cái em ngủ giường ảnh ngủ giường. Tối trên giường ảnh mò qua bên giường mình nằm. Ảnh chưa vô giường mình nó nằm á. Ê nãy hứa là sao, hứa người nằm giường sao à. Giờ chưa đây tôi đi về Sài Gòn đó nha. Cái bò qua lại. Anh bò qua lại anh ngủ. Tôi cái anh mới chia tay với bồ, anh đang cua mình. Cái chị đó chị điện thoại. Đang đâu vậy? Nói đang đi Cần Thơ. Đang Cần Thơ làm gì? Đi với ai? Đi mình. Anh nằm cái mình nằm cái bên, mình nằm giường cái bên, ảnh nằm giường bên kia, anh hỏi đang đi mình. Cái nói trong bụng, trời cái ông nội này ông xạo rồi. Em bên em nói nó dốc nó xạo vừa thôi nha, mai là mới gì hết chưa hết, nó dốc nó xạo rồi. Cái qua ngày sau ảnh đi thi, thi xong đi về, trên đường về em mới nói từ nay về là xóa số điện thoại tôi nha, đừng liên lạc gì với tôi hết. Rồi. Tay chân gì đâu mà bắt cá hai ba tay, đi chơi với tôi con nhỏ bồ điện thoại kêu đi chơi mình tùm lum hết trơn à. Ảnh nói chia tay rồi, hỏi chia tay nào, mới chia tay hôm qua. Khang lúc ơi, đó Khang. Là bắt cá tay rưỡi đó em. Trời ơi, bữa nào mới biết em đó Khang. Sau này về anh biết không, ảnh kể chuyện người yêu của ảnh mà bằng mấy trang sách chưa viết hết á, quá trời người yêu luôn. Đâu mà em thói đâu nhiều dữ anh, còn chỗ nào để kể không kể sao mà. Rồi nhưng mà sau đó về thì là có giận luôn không? Em về cái em xóa số điện thoại luôn, xóa số điện thoại em xóa Zalo rồi cái qua cũng lết lên nữa hả? Cũng quá nữa. Sao? Xong rồi bà này bà giận rồi, lúc đó em sao? Lúc em về là em nhắn tin nói thôi giờ không có qua lại nữa. Là xóa số em chặn luôn. Là em không là chốt luôn cái mối quan hệ này đúng không? Là em chặn kia luôn là từ đó giờ là không biết luôn là 7-8 năm mà không gặp. Cái đợt đó đó vợ em cũng tạo cái một cái Facebook ảo có cái hình đại diện đẹp lắm. Nhỏ đẹp lắm. Nhắn tin tán em. Lúc thử em đó. Dạ thử em tán em là kiểu làm quen á. Em có nghi không? Dạ không, em cứ nghĩ là người lạ thôi. Em cũng đâu biết mà em không có trả lời. Nói chung là nhắn tán tình rồi, em đó rồi đúng không? Xong cái tới chiều đó em 5-6 giờ tối là gần xong rồi em kêu anh có người yêu rồi em ơi. Anh không đừng làm phiền nữa nha thôi. Rồi cú đó bà này mới chết. Là lúc đó vợ em mới làm chấp nhận đó. Làm ngục ngã. Dạ. Dạ. Vậy là từ cái cú mà từ Cần Thơ về đó rồi bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ lúc đó là 4 tháng sau tụi em làm đám cưới. Là quen trong vòng vỏn vẹn có 3 tháng là bên nhà ảnh, là qua Tết là bên nhà ảnh luôn, qua là hỏi cưới rồi. Cưới luôn. Dạ là cưới. Anh ấy được bao nhiêu năm rồi cơ? 7 năm rồi chị. 7 năm. Mấy đứa con rồi? Hai đứa. Dạ, hai đứa. Đó vậy ngon lành quá rồi. Ê nó nghe nè, mà sao knock out sớm như vậy? Thấy em thấy hợp duyên á. Chẳng như em hết muốn quen người nào đó. Em quyết định lấy vợ tại vì em lớn tuổi rồi, ông bà già em quê cũng lên già lắm rồi. Mà hối hoài à. Mà sao hối vậy? Trời ơi kêu sao bạn bè em mà con tới bé tới 8 tuổi 10 tuổi hết rồi. Mà giờ này còn cứ lông bông thì còn độc thân cứ làm xong rồi không thấy bồ mình chẳng về. Ba má chồng em á, ảnh là gần 40 tuổi rồi mới lấy vợ. Sợ ảnh là lấy chồng chứ không chịu lấy vợ. Nên sao à, lúc ảnh lấy vợ thì ba má cũng mừng. Tại vì ba má cũng gần 80 tuổi rồi. Giờ tới trang 2 đi. Bà vợ này hơi bị ghen nè. Theo cái cảm nhận nè đúng không? Dạ. Giờ nói thử coi, lấy nhau về rồi bắt đầu bà mới lòi ra thêm cái gì nữa ngoài cái ghen ra? Ghen rồi nóng tính. Nóng tính. Dạ. Nóng tính dữ không? Đâu kể cái nết nóng tính đó đây. Rồi nóng tính lúc mình dụ làm hay công việc áp lực buôn bán đâu đó, mỗi lần kêu lấy cái gì kia trời ơi nạt nộ nó lớn tiếng lắm, em cũng phải ráng kiềm chế em chịu đựng thôi. Rồi cái đỉnh điểm ghen là cỡ nào mà ghen dữ mà ghen vô cớ vô duyên vô dùng cỡ ghen nào? Là lúc em đi hát sinh nhật bên Bình Dương á. Lúc đó vợ em còn 6 tháng. Bao lâu rồi cưới? Cưới 6-7 tháng. Cũng 6-7 tháng rồi. Em đi hát là em nói là khoảng tầm 10 giờ về hát xong rồi mấy anh em trong gia đình đó là giao lưu dẫn em ra cái phòng trà hát với nhau vài câu vài bài giờ cho vui rồi về. Vợ em cứ gọi video hoài, thôi bây giờ đang đâu cứ chưa về 11 giờ rồi, thôi em ở nhà em ngủ đi. Mà em không chịu, 1-2 phải về, cứ gọi hoài cái ồn quá không nghe. Vợ cứ tưởng là đi gái gú bài bao được. Đi tăng 2 tháng 3 đó. 12 giờ rồi thì rồi sao đi đâu, em cũng bình thường lên đấy ngồi khoảng nửa tiếng sau vợ em nói tôi chạy tới được cái mạng 8. Là bà chạy lên luôn, bà chạy xe máy luôn, 12 giờ chạy xe máy. Em chạy qua bên Bình Dương. Mà cái đường hai bên đồng hai bên đường vắng tanh nè, không tăng. Có xe. Rồi trời. Kết cục của cái đỉnh điểm của cái đó là cái chuyện gì xảy ra? Em chửi, em kêu trời ơi em nóng, em kêu lỡ mà bị cướp hay nó cướp xe nó đạp làm sao? Có cãi nhau. Lúc đấy giờ em cười. Em đứng nó giờ thấy em rồi cười thế làm cãi gì đâu.
Trời, mà có lần nào mà em phản kháng mà em phải bỏ nhà em đi rồi, nó nổi điên quá, em bỏ nhà em đi mấy ngày, em bị ghen. Bỏ đi mấy ngày? Em đi nhớ em đi là bỏ đi 2 ngày 2 đêm chị. 3 ngày 2 đêm. Là gì? Là nó đi 3 ngày 2 đêm mới đi đâu? Đi ở khách sạn á, thì đương nhiên đi thì ở khách sạn thôi chứ lại đến nhà đấy. Không, nhiều khi nó qua nhà thầy Ngọc Sơn rồi sao? Ngày nào ra thầy đâu có chú. Em ở nhà lúc đó là mở quán chay lâu rồi, cái em sáng ảnh đi chơi, em mới nói là chiều anh tranh thủ anh về anh ghé đồ chỗ đó cho em lấy hàng cho em về bán. Thà anh nói là bây giờ sáng em ở nhà em tự đi lấy hàng đi, anh đi làm về trễ, anh đi chơi về trễ không có, anh về sớm về sớm. Từ sáng mà trưa em điện tới chiều 4-5 giờ em điện chưa thấy về, chở nhà hết hàng bán rồi sống về. Đang về anh nói đang về 12 giờ mà tới 5 giờ chiều chưa về tới nhà. Cái em về lấy đồ em nói có cái điện thoại đập cha điện thoại đi chứ đâu có xài điện thoại chi, mà điện qua không được, không về lấy thì đó người ta ta lấy tiếng ổng móc điện thoại ổng đập, kiểu như ổng đập mà đập đập cho đã nư á, đập cho đã cái nư á. Em tức em lấy cái điện thoại em đập nát cái điện thoại luôn. Cái điện thoại thế là bỏ nhà ra đi. Xong thế là ổng xách đồ ổng cuốn đồ ổng đi, đi đâu 2-3 ngày 2-3 đêm luôn á. Lúc đó không có điện thoại lấy gì liên lạc. Thì em đâu liên lạc đâu, không ai liên lạc hết. Rồi sao nó tự nó dò về hả? Tự về. Về cái em mới nói là em mới nói nè, đi tự về được nha, lần này đi thôi, lần sau đi là đi luôn nha. Không còn bộ đồ nào để về đâu, đốt đồ hết không cho về đâu. Cái là từ đó là anh không có đi nữa. Ngoài cái tính nó ra còn tính nào xấu nữa không? Có, ham chơi lắm chị. Ham chơi. Cái đó ham chơi nhưng mà ham chơi như thế nào? Đang ở nhà vậy bạn điện thoại đi chơi chỗ này chỗ kia là đi liền. Đang ngủ 11 giờ. Em bạn anh điện đi chơi. Anh đi chơi nha. 11 giờ đêm á hả? 11 giờ đêm á chị. Đâu ra mà cho đi. Mà tới bây giờ nó vẫn còn. Bây giờ hết rồi chị, bây giờ đi là đi ở nhà nghỉ luôn á. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn hả? Chắc cứng ngắc rồi giống như cây củi á. Không lãng mạn, có nhiều tật xấu quá. Mà ca sĩ nó phải lãng mạn chứ sao nó ngoài. Ca trên bài hát vậy chứ ở ngoài á. Trời ơi, em muốn đi mua quần áo hay đi mua gì ngày mai anh chở em đi mua thì đi. Ví như là muốn làm cái gì á thì không bao giờ cản. Nhưng mà không bao giờ mà tự ý. Đồ anh tự mua, đồ em tự mua. Từ lúc quen tới lúc cưới là 7-5 năm mà không có tặng gì. Chỉ có tặng cho bà già vợ 20 tháng 10 tặng hoa cho bà già vợ. Mong muốn thay đổi điều gì? Nói chung là em chỉ mong muốn là ở nhà quan tâm tới vợ con một xíu thôi. Chứ ảnh là 24/24 là ở ngoài đường không à. Cứ bạn bè coi như là chăm sóc tình pháp. Dạ, coi như dành thời gian nhiều cho vợ. Dạ, đúng không? Dành lại thời gian cho gia đình luôn. Bớt mê bạn đi, bớt ham ham. Đúng rồi, bạn bè ham chơi. Lãng mạn đồ nữa. Dạ. Lãng mạn đồ. Rồi giờ tới Khang đó. Hoa cho vợ chứ. Nãy là mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em thì bớt nóng tính lại chút. Tại vì nhiều lúc buôn bán mà khách đông á thì mình nói lớn tiếng quá người ta cũng người dị nghị. Bất hợp rồi. Chăm lo cho gia đình thôi là hai đứa nhỏ nó được tốt hơn. Chứ không cần em cần gì hết á. Rồi giờ nè, vợ nói kìa, không có lãng mạn. Thì hôm nay thì em có muốn nói điều gì không hay muốn bày tỏ một cái điều gì với vợ không? Dạ anh ấy cũng em cũng có một cái món quà tặng cho. Đi vô lấy liền. Đi vô lấy liền. Bất ngờ. Mới nhìn lại nha, đừng nhìn lại nha. Bất ngờ. Nhân ngày sống truyền hình là anh tặng cho vợ một bó hoa nha. Coi như là chuộc lỗi trong 7 năm qua chưa có một bó hoa nào tặng cho vợ. Trời ơi, mắt hướng dương em ơi. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bó hoa hướng dương. Mỗi năm một bó, coi như là què nghe, coi như là bỏ qua. Bỏ qua cho 7 năm qua đi. Này, em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho vợ chồng em hiểu nhau hơn. Và cảm ơn anh chị đã gắn kết vợ chồng em nhiều hơn. Cảm ơn. Anh cũng mong rằng là Khang cũng vậy, cũng sẽ thành công trong những cái gì mà em đam mê. Đúng rồi. Ở bên cạnh đó cũng phải dành thời gian để mà chăm sóc gia đình. Cũng như là đồng hành với vợ trong cái việc mà xây dựng cái quán ăn đó. Rồi còn chị là chị chúc cái quán chay của em á là thực khách đến càng ngày càng đông, sẽ gặp được một cô chủ quán nhẹ nhàng, say đắm, rất là chay tịnh á. Đúng rồi. Dạ em tên là Trần Kim Khánh, năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp là kinh doanh. Còn em? Em là Nguyễn Thị Châu Khoa, em năm nay 23 tuổi, em đang là kế toán. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ được 1 năm ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa. Quá xong. Thôi hai em là gặp nhau và quen nhau ra sao? Tụi em là quen nhau trên Yahoo Chat 2008 tới bây giờ. 2008, 16 là 8 năm. Thì lúc đó em học lớp 9. Vậy thì từ lớp 9 rồi đã gặp được anh này chưa? Dạ không. Em chưa gặp nhau anh. Ủa tại vì chat mà không cho thì không cho gặp mặt. Công ty em đâu có webcam đâu mà biết mà. Em đâu có không có chụp hình á. Xin không bao giờ cho mà cứ xin em biết thôi. Ủa rồi coi như là giống như là mình có chat với nhau mỗi ngày không, hay là chỉ lâu lâu thoảng qua rồi biết là đó là một người bạn trên Yahoo thôi? Lâu lâu chắc cho vui thôi chứ đâu có ý định gì đâu chị. Bao lâu thì mới gặp nhau? Học năm 2 là tụi em bắt đầu gặp nhau. Wow, vậy là mấy năm ta? Dạ 5 năm. Coi như biết trên Yahoo mà 5 năm mới gặp ngoài đời á. Dạ em thì không có ý định là sẽ gặp. Em nói là xác định chat với ông anh này cho vui thôi, không có ngày gặp mặt đâu. Nhưng mà lý do gì mà gặp? Dạ anh cứ nói là em ơi giờ anh trả quà. Em quà là sao? Cái này nè là hay ham hố là chơi game với hay đi nhảy audition rồi chat chích không có học hành.
Thì em biết làm biếng thì coi như là tốt bụng mà. Anh hứa em đi đậu phổ thông đi, anh nhận quà. Còn mà đi đại học cao đẳng đậu thì vẫn đi chơi. Đi siêu tiên hay làm xe gì đó. Lúc đó mình mắc nợ thì mình nghĩ thôi, mình trả nợ chứ không có ý định gì hết. Nhưng mà cuối cùng có đậu gì? Đậu cao đẳng. Đậu cao đẳng, dạ. Vẫn đi chơi. Dạ, dạ đúng rồi. Không chơi, vẫn đi đâu rồi? Dạ hứa là dẫn đi suối tiên nằm sen mà bây giờ em cũng chưa đi nữa. Còn bây giờ anh hỏi là nè, cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp cái anh này như thế nào? Em vỡ mộng hoàn toàn. Sao vậy? Hồi trước chat với em á là đưa ra nhiều lời khuyên lắm. Em cứ nghĩ là anh chắc hư sinh, điềm đạm. Nhưng mà khi gặp á em hẹn anh ra. Trời ơi, cái đầu gì mà chọc dữ vậy? Khắc xác luôn. Mặc cái áo mà nó tua nhìn ghê á. Trời ơi. Mà cái quần thì rách rưới. Đi đôi dép thì dép kẹt cái theo tua. Cái xe kẹt tàn thì anh được để cho anh hổ béo. Tùm lum hết luôn. Trời ơi, cái gì cũng rách hết trơn hả? Nói chung là te tôi nhìn nhớ. Nó là thời trang và cái phong cách của em hả? Dạ, nó là em theo cách bụi anh. Bụi. Dạ. Bụi, bụi, bụi này chắc bụi, chắc bụi bận luôn. Đúng, đúng chắc bụi không anh? Nhìn ghê lắm anh mà. Lúc đó anh ốm lắm đâu, phải như bây giờ đâu. Rồi khi em gặp cô này thì như thế nào? Mập mà lùng mà để tóc ngố nó thiệt sự nhìn. Nhìn nó ngu sao. Chán. Vô lúc đó là hai anh em là vô trong quán cà phê ngồi uống mà lại cầm điện thoại bấm bấm rồi nói em biết nói gì. Nói cái này chính chuồng lẹ. Không, em lúc đó anh thấy anh sợ giống như giật đồ á. Em nói anh ơi em có điện thoại rồi bạn hẹn đi ăn này kia. Sợ anh trốn về luôn. Không dám bật mặt nữa, nhắn tin em cũng không dám trả lời luôn. Không ấn tượng gì nhau vậy thì tại sao lại yêu nhau? Cũng vẫn vài đường sau thì lúc đó mới nhắn tin nói chuyện lại thấy nghĩ mình gặp vậy có kỳ quá không? Tự nhiên thấy con ta xấu rồi mình không thèm nói chuyện nữa. Thì nó mới nhắn tin hỏi thăm. Thì vô tình hỏi được là bà ngoại năm của cái này nè. Thì lên mổ mắt. Thì em lúc đó đang đi làm thì em qua em thăm. Rồi gặp vậy rồi có lấy lòng được liền bà ngoại không? Em không nói bạn trai, em chỉ nói là anh thôi. Rồi sau đó thì anh mới hẹn em đi xem phim. Em nói em không đi, tại vì em cũng còn sợ. Em nói anh bây giờ anh mua hai vé rồi, mà lẽ mình anh đi vô rạp anh coi hai vé đâu được. Thế là coi, vậy thôi. Vậy đó hả? Dạ. Rồi đến lúc nào thì mới yêu nhau? Thì lúc quen biết nhau qua lại được tháng thì em đi về quê. Thì tại tụi em là cùng hướng về quê mà. Thì em mới rủ là đi về không cho ké. Đi xe máy anh thì ngồi sau lưng á. Thì ngủ gục. Thì em sợ té lấy tay em tròn qua vậy. Mà đó thì va chạm thì thấy lòng hơi xíu xíu. Thấy cảm giác. Rồi là mình giống như là mình nốt lại cho đó đi. Rồi cái không nói gì cũng có một đợt nữa em làm chim bao. Thì em thấy là tên này nè uống cà phê thì dẫn theo một người bạn trai nữa lại giới thiệu là này là bạn trai của em. Thì không hiểu sao lúc đó mình đang nằm mơ mà mình thấy mình bực bội tức luôn, ngồi suy nghĩ tao là hẹn là cặp rồi tỏ tình luôn. Trời ơi công nhận hay giấc quá mơ. Mới tình mộng mị á, giấc mơ dữ dội. Rồi khi mà anh tỏ tình là có nhận lời liền không? Dạ không, em đâu có ấn tượng và anh cũng đâu có phát sinh tình cảm gì đâu. Rồi đến khi nào thì hai người mới yêu? Nói vậy chứ cả tháng hơn là đổ rồi. Dạ. Dài ghê. Bây giờ chị hỏi nè, coi như cái thời gian yêu nhau thì vui vậy ha. Rồi đến lúc bây giờ hai người lấy nhau rồi một năm rồi á, có thất vọng về chồng hoặc là ngược lại chồng có thất vọng gì về vợ không? Thì cũng hơi nhiều. Kể một hai cái chơi coi sao. Dạ em hay có hai cái tật kiểu như gì ghẻ vậy. Ghẻ là sao? Giả sử như em đi nhậu nha, trước khi đi á là phải hứa làm cái gì đó. Giả sử như chồng đi về giặt đồ nha. Trời ơi, bữa đó về tới 9 giờ, 10 giờ mình phải ngồi giặt nguyên cái thao đồ một cái tuần lễ anh nghĩ đi. Mười mấy quần jean là áo thun, sớm sơ mi ở nhà các kiểu, giặt xong là tỉnh rượu luôn. Rồi không có máy giặt hả? Không giặt tay. Em không thích máy giặt. Coi như là xử theo kiểu gì ghẻ với lại con chồng. Dạ. May mà còn chưa bắt lụm gạo với lại lụm tóc á. Không chị có không có nữa. Nên về sớm đúng không? Phải đi chợ để đồ sẵn, nấu cơm để sẵn. Rồi còn chưa, nếu mà đi coi đá banh á. 11 giờ phải về tới nhà, không về nhà nhốt ngoài luôn. Bị nhốt lần nào chưa? Rồi em ngủ bên nhà bạn em một lần rồi. Tại vì anh hứa với em là đúng giờ anh về, tới giờ đó em gọi không thấy về. Em tức quá, phá cửa, tắt đèn hết, im lặng, không bắt quạt, không làm gì hết. Đứng đập cửa đùng đùng đùng, em ơi, em nghe mà. Không trả lời luôn. Rồi thế là dạ. Qua mấy anh đợt hàng xóm của cát. Trời ơi, vui không? Dạ. Lỡ mà bữa đó là không qua bên mấy ông anh mà qua mấy em bà. Thì sao? Anh muốn đi chừng nào anh đi mà lúc đó đi đâu chị thôi. Đi bộ vẫn có đem theo 20 ngàn uống lũ ly cà phê có đó banh cái điện thoại đi đâu chứ ai chứa nữa ngoại trừ mình đi qua ngủ ké thôi chứ đi đâu nữa vợ có sao nữa lại hay hậu đậu nữa quần áo mà ủi đúng không quần áo là phải 3 ly cái quần thì mất ly giống như là mình bồi không có ly nào hết á tại vì trước đó là mẹ em là thợ may tất cả mọi thứ ở nhà thì mẹ là cưng con gái không muốn cho làm thì bây giờ em có chồng là em nghĩ là em ủi sao miếng nó thẳng thì thôi em ủi là ủi thôi lát từ quần tây mà ủi thành quần bò đó phải không dạ đúng rồi ly quần lâu gì hết trơn đó còn gì nữa không dạ thì cũng hay ngồi xây giặt mà ngộ lắm anh nhờ mình cái gì là rất nhẹ nha mình mà mình nhờ lại là kiểu như là khó chịu không không có chịu hai chồng cùng lìa làm mệt như vậy đi chơi trò là dần lưng qua lại đấm lưng á nói hai chồng ưu tiên giờ đấm trước vợ đi đấm 15 phút đi rồi giờ đấm lại cho đấm đã rồi hồi cho bộ ngủ luôn ngủ luôn đấy vợ vậy tới vợ đấm chồng
không có lợi giống là yêu me à? Giả chết đó. Giả bộ vậy. Ví dụ đó tôi hiểu. Anh này hiểu. Em thấy dễ bị gài lắm. Nên gài được anh cứ gài thôi. Vậy có nghĩa là vợ cái tấm giống như nít đó phải không? Dạ. Trẻ con ha. Thế đúng chồng là... em có trẻ con không? Nhiều lúc thì cũng có trẻ con. Nhưng mà em không hiểu, anh hay nổi điên lắm. Ví dụ như hai vợ chồng đang ngồi coi phim ăn uống này kia, xong hỏi vợ ăn trái cây không? Ăn. Chồng gọt đi, rồi đi gọt. Ăn gọt trái cây, ăn xoài, em làm có muối. Chồng ơi đi lấy muối đi. Vậy cứ bảo em sai vặt. Em thấy nhiều khi anh cũng sao sao á. Lên cơn bất chợt không biết lên khi nào. Vậy còn gì nữa không? Mê chơi game. Có bao giờ mà mê game mà đến nỗi mà bỏ bê luôn vợ của mình không? Trước lúc mà cưới á, là lúc đó em về quê, anh đang nhắn, xong tự nhiên á không nhắn nữa. Em mới tức quá, em điện tới tấp á, hỏi anh đang đâu này kia. Nó, anh đang chơi game. Hỏi anh chơi game với ai? Anh chơi game thằng mập. Em tức quá em cấm chơi với thằng mập đó luôn. Lần nào cũng thằng mập, lần nào hết. Mà thật sự thích nghe nói cũng vui duyên nè. Tại em chơi game mà đá banh mà điện tử thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì dĩ nhiên là mình chơi lúc mà tập trung đâu nhắn tin. Quên giờ chơi. Bạn lâu năm quen có 10 năm rồi. Mà quen tin này thì mới có 1-2 năm mà dám cấm em chơi luôn các bạn. Phải tại quê nhất là câu chơi ai chơi với thằng mập. Lúc nào cũng thằng mập mà không phải thằng ốm hay thằng nào cả. Cuối cùng giờ còn chơi với thằng mập không? Thân đó chị. Dạ. Thích giờ vợ chồng nó mới ghê chứ. À bây giờ là vợ lại thích vợ chồng. Giờ thì em nghiệm ra một điều, mê chơi game còn đỡ hơn là mê những thứ khác. Rồi thôi bây giờ em mong muốn bà xã bé nhỏ của mình á thay đổi điều gì? Dạ em cũng nhỏ thì cũng thời gian trưởng thành 23 đúng không? Dạ thì em chỉ là nói là bớt quan tâm với những chuyện không cần thiết một xíu sẽ thoải mái hơn thôi. Tại thời gian còn dài mà đúng không? Mới gần năm mà. Thế còn em? Em thì em mong ảnh bớt nóng tính, tại vì khi mà nóng tính anh hay cự cãi, anh hay to tiếng. Cũng có một lần cự cãi đến nỗi mà em nhốt ảnh trong phòng á. Coi như là ở trong phòng là nóng bực, nóng bức mồ hôi mồ kê chảy trong phòng, nhắn tin liên tục không thèm trả lời. Em mới nhắn em mà không về mở cửa anh là anh rồi điện mách mẹ. Rồi lúc đó mới về. Dạ. Đặc biệt cái là anh hay mách lẻo á, tèo lẻo với mẹ đó. Dạ đúng mẹ rồi đó, đúng, dạ, đúng. Khi mà giận nhau rồi bất cứ chuyện gì á là bắt đầu điện về mách hay là mách lẻo đủ thứ chuyện hết. Rồi giờ chị nói nè, thực ra cặp của tụi em á kể xấu nhau nhưng mà rất là hạnh phúc. Chồng thì cũng biết cái điểm yếu của vợ là vợ lăng nít rồi, chỉ có điều á là nếu mà con nít đó mình dạy nó làm sao thì nó sẽ phản ứng ngược lại với mình y chang vậy, cho nên em lựa cách mà dạy nít. Bây giờ thôi giờ nè, hai chồng có muốn có con liền không? Có chứ anh. Thôi thì hôm nay anh Thuận chúc cho hai vợ chồng Khánh và vợ Khánh hai vợ chồng lúc nào sống vui vẻ hòa thuận, và đặc biệt là sau chương trình này về là sẽ có tin vui ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Rồi mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng. Năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Là em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quản lý ngân hàng hả? Dạ đúng rồi. Wow. Mấy tuần liên tục hình như là cặp nào cũng có chồng hoặc vợ làm ngân hàng hết chị. Đúng rồi. Hay hết chị hả? Wow. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em coi như là trước đây là quen nhau như thế nào, rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào, chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ, chắc cái này để em chia sẻ trước. Mời Phúc. Dạ thì hai vợ chồng em thì quen nhau cái duyên đó là do ban đầu hai chồng cùng là vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng. Thì sau đó thì em mới vào làm, rồi ban đầu thì chữ là va chạm về công việc thôi, do em là kiểu nhân viên mới thì em thì làm ở phòng giao dịch, còn vợ em thì làm ở chi nhánh. Nên là mấy đợt mà mình đi bên em thì cái quy trình tụi em làm thì mình sẽ luân chuyển hồ sơ lên cho chi nhánh, thì mấy lần luân chuyển thì em hay thiếu những cái phiếu, gọi bên em gọi là phiếu luân chuyển, thì hay qua xin chị này. Tại vì chị này mà đầu tiên tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình, nên là nhìn cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sợ lỗi thì mình nhờ trước, mà nhờ nhiều quá thì bị chê bị trách. Dạ. Nhưng mà xin chị có chê không? Ai sợ lỗi hả thì là mình nhờ. Dạ. Nhưng mà lợi dụng cái việc đó nhờ hoài cái là bây giờ bị mất điểm với chị. Dạ. Đúng không em? Chính xác luôn á. Nhưng mà lúc đó thì sao? Xưng hô bằng chị em hả? Hồi đó là vào là còn gọi là chị. Và tại vì nhân viên vào sau mà, vào sau người ta 6 tháng. Dạ. Thì vô mà người ta lại làm ở trên gọi là chi nhánh, là nếu mà nếu là vai vế đó là cái người ta hơn bạn này. Nhưng mà lúc đó biết tuổi chưa? Dạ biết rồi ạ. Dạ. Cũng một phần là lớn tuổi hơn mình nữa. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè, không ưa rồi sao lại có sự kết nối lâu dài? Không, thực ra thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Nhưng mà mình kiểu hoài á, cứ xin hoài, xin hoài một cái mục tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Rồi quạo thì thấy ảnh lụi em đi xin người khác. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha. Dạ. Với cái ngoại hình của Phúc vậy á thì ban đầu nhìn Phúc em có cảm tình với bạn ấy không? Dạ thực sự ban đầu là em không có cảm tình, tại vì ngày xưa ảnh gầy á. Anh gầy lắm, anh có hình như có hơn 45kg thôi. Trời ơi, cao gầy mà 45kg là nhìn giống như que củi á. Dạ. Như là cái tăm xỉ răng á. Em định nói á. Ốm hả? Rồi nhưng mà còn Phúc thì sao? Về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào?
Nếu mà ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ, còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Tại vì đó là vợ em cũng ốm nên là ấn tượng ban đầu mà nó hơi thô tí, là nó sâu người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Tại vì thêm nữa là vợ em là có bệnh mãn tính là bệnh vẩy nến á, nên là thời gian mà đi làm thường là hay tay chân rồi nó sẽ bị nổi những cái, nên nhìn nó hơi lượm thượm. Rồi chân cẳng thì một phần là do hơi hậu đậu nên chân cẳng lúc nào cũng té, rồi va chạm nên si cà que lúc nào cũng bị ngắt. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Lúc em bao nhiêu ký? À hồi đó là em khoảng 30 kg á. Trời luôn chơi lịch. Ba mấy ký bên trên, ta bốn mấy ký. Trời đất ơi, hai cái tâm sẽ răng gặp nhau. Đó, cái này cái tâm tre, còn cái kia cái tâm trúc. Tâm trúc. À. Ủa này nghe nè, mấy lần mà có như té lên té xuống, có lần nào em đỡ chị ấy không? Dạ không, ý là mấy đợt té tại vợ em hồi trước là tụi em đều làm ở kinh doanh nên là hay đi kiểu đi ra ngoài gặp khách hàng rồi kiểu gấp gáp á, thì vợ em mình đã có mấy đợt là bị té xe, bà té kiểu ngoài đường. Rồi bà tự đi, rồi bà tự si cà que bà đi vô. Dạ. Thì mất điểm trong mắt anh này. Bà vừa ốm á mà bà lại si cà que nữa. Có 33 kg hả? Rồi bà lại nhìn người ta với ánh mắt không thiện cảm nữa. Ủa chị sao ngộ ta? Hai đứa bạn ấy không có thiện cảm với nhau ban đầu thì sao mà lại có người yêu đương sao ta? Chắc có lẽ là cùng chung một loài tâm, đúng không? Cho nên là sẽ đến với nhau mà thôi. Đồng cảm với nhau về sự gầy gò. Đó. Hôm hem. Rồi giờ sao mà có cảm tình rồi? Ai... Từ lúc nào hai đứa ai của ai nè? Dạ thực ra thì đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp trong phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á tự nhiên không biết sao giữa có rất nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nam rất là nhiều, từ phòng giờ cho đến chi nhánh là nam rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó. Ừ. Mình là để ý sự uyên bác, đúng không? Ôi. Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải năng lực, đúng không? Dạ, cái đó thì do vợ em cảm nhận chứ em cũng không biết. Nhưng mà có biết cái chuyện là cái lúc mình nói là vợ thấy hào quang không? Tại vì cũng một phần là tính của em, khi mà những cái vấn đề gì trước khi em nói thì em sẽ có suy nghĩ trước, nên thường em sẽ nói các vấn đề nó khá là suôn sẻ. Dạ, chắc cái suôn sẻ thì có thể là vợ em sẽ cảm nhận được cái lúc đó. Nhưng mà cảm nhận vậy là vợ của chồng hay chồng của vợ? Đó. Dạ, cái này thì nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Tại vì là sao em không có cảm tình với vợ mà em lại cua vợ? Dạ không phải là vợ em cua em, nhưng mà vợ cua chồng là... rồi chồng tán vợ. Dạ. Thì bởi vì em tán qua tán lại, cua qua cua lại. Ví dụ như vậy nè, nó có một cái điểm, ví dụ như vợ nhìn thấy chồng cái lúc mà present, lúc mà trình bày đó thì dạ, thấy ô lại có một cái gì, cái hào quang nó tỏa ra, một người đàn ông năng lượng. Vậy thì cái điểm nào ở vợ mà em lại thích và em lại tán vợ? Em chỉ thích vợ em ở một điểm là vợ em nhìn một người rất là năng lượng và tích cực, ngay cả bây giờ người ngoài mà nhìn vào vợ em cũng thấy là, tại vì vợ em bản chất hiện tại là vợ em vẫn làm sale. Sale của mảng ngân hàng. Mà sợ lợi đúng không? Dạ, đúng rồi. Tươi ở mảng sale mà mình là người mới và mình nhìn những người đó, và giai đoạn đó là vợ em cũng là một người bán hàng khá là xuất sắc ở chi nhánh, nên là mình càng ngưỡng mộ nữa. Còn ấn tượng ban đầu thì tụi em gọi là ấn tượng cũng gọi là không quá tốt về nhau, nhưng cũng không đến hồi là xấu. Bây giờ nè, bây giờ cổ cua em sao? Dạ ban đầu thì nhắn tin thường xuyên, rồi mới đầu là em cũng hơi nghi rồi, và mình cũng từ chối khéo, tại vì lúc đó em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa. Chứ thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt thì mình mới nghĩ đi sao. Dạ nhắn tin mới đầu thì cũng hỏi thăm sơ sơ thôi, rồi sau đó thì cũng nói những câu tình cảm, rồi có khi nhắn tin mà tới 11-12 giờ, có khi tới 3-4 giờ khuya luôn, mà mình đã nói khéo là giờ em thì hiện tại cũng chưa muốn ngủ quá chị ơi. Với lại không em nhắn gì không? Dạ em cũng không nói đến nói là trực diện, nhưng mà cũng nói khéo là bây giờ thứ nhất là mình không xác định là không yêu ai và không thích ai, nên là cùng với thứ hai là cũng trễ quá rồi thì mình đi ngủ đi, mà cứ nhất quyết là nhắn qua. Mình thì lại sợ lỡ là trời, giờ mình còn đang nhờ vả mà ta ở chi nhánh ta vô trước mình, mà mình nói thẳng thừng quá, nhiều khi sau này lên nhờ không được. Đúng rồi. Rồi có nghĩa là đêm đó chắc nói chuyện tới sáng luôn á, đúng không? Dạ nói chuyện tới 4 giờ sáng rồi. Còn sáng có đi làm không? Dạ đi làm, rồi sao cả em lúc mà em bị như vậy, em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết, tâm trạng em biết sao? Tại vì thực ra là em cũng tính là kiểu là tán chơi bạn này thôi. Tại vì mình thấy tự nhiên mình thấy có một ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Thì cũng có một cái vài một cái chuyện buồn trong giai đoạn đó, mình nghĩ là thôi mình phải có một cái nguồn năng lượng mới, thì mình thấy bạn này nó hợp với cái nguồn năng lượng cho mình thì mình tán. Nhưng mà mình cứ nhắn tin cho bạn thì bạn cũng kiểu nói chuyện chị em khéo khéo thôi. Rồi đỉnh điểm á, đỉnh điểm một là cái chỗ mà 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái, là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Còn em chưa nghĩ gì về xa hơn. Mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là có một lần kiểu hai chị em tính là thôi hẹn nhau đi coi phim, thì em hẹn nhau đi coi phim 4 giờ chiều đi coi phim. Thì mình kiểu hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Hồi đó thì em bây giờ là em hết 85% bệnh rồi. Hồi đó một cái sự chăm chút của một người phụ nữ trong giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng với em. Em dành cả 2 tiếng đồng hồ với một người kinh doanh như em, một người không coi trọng vẻ ngoài nhiều, mà em 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. Thì tới 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được cho tới 7-8 giờ tối. Cho leo cây. Dạ đúng rồi. Sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều á, nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Có nghĩa là một lần thứ hai đó nữa xong là coi như ok rồi. Đó là quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại. Tức là đó, rồi bây giờ là bạn tán em sao?
Anh kể đi. Đến lúc mà là sau khi mà em phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì, có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm, nhưng khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Rồi bạn ấy nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, rồi có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên, rồi tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa, cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Nhưng mà anh hỏi này, tại sao cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cô chị? Cái đó thì đến bây giờ thì em cũng cảm thấy nó hơi khó nói, và mình cũng không biết là tại vì giai đoạn đó giống như là cũng mấy tháng trời là vợ em là cứ thường xuyên, giống như là ngày nào cũng nhắn tin và ngày nào cũng rủ nhau đi ăn đi chơi, rồi sau đó tiện bẵng đi một thời gian là tự nhiên là không thấy tâm hơi gì đâu, cái tự nhiên mình cảm thấy sao nó hơi khác lạ. Thì ban đầu là mình cũng xuất phát là em cảm thấy em có lỗi tại vì mình cũng hẹn với người ta, rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi rồi hẹn đi ăn lại, nhưng mà cứ từ chối cũng một hai lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau, tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn, tại bạn em cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó không thích mình nên nó cố tình cho mình leo cây thôi. Dạ nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Dạ, sau hai đứa quyết định yêu nhau đúng không, sau khi mà em cua lại quyết định yêu nhau. Dạ, rồi bao giờ thì em phát hiện là vợ em bị bệnh vẩy nến? Dạ, bệnh vẩy nến là từ lúc tụi em vào lúc đi làm là thấy rồi đúng không, là em đã biết rồi và em không care gì cái chuyện đó cả. Tức là hồi đó là có bao giờ có lấn cấn cái chuyện là tại bà bị cái bệnh đó mà mình ngại mình không quen bà không? Dạ không, tại vì cũng một phần là gia đình của em thì từ nhỏ là gia đình của em thuộc dạng là khó khăn, nên là những cái mà thí dụ là kỳ thị hay là gì thì em đã trải qua rồi, nên là ban đầu em cảm thấy với vợ em là em có sự đồng cảm nhiều hơn. Nên là chưa có bao giờ mà em cảm thấy mình quá khe về mình ngại đó. Cái đó đúng không? Dạ. Ừ, vậy là quá tốt. Thế còn em thì là em có ngại hay có mặc cảm vì khi mà bây giờ mình quen, lúc đó mình mới tìm hiểu ảnh và mình lại mắc phải cái bệnh đó? Thì thường cái bệnh đó thì anh nghĩ là cần phải thoa thuốc ngừa. Dạ, ban đêm thì phải hơ nóng và phải cạo cái lớp vảy đúng không? Em chia sẻ chút xíu về cái thời gian đó. À, em thật ra là lúc đầu em cũng bị á, chứ không phải có là bản thân bạn cũng có chứ không phải không có đâu. Bạn cũng có những cái ngại đó, chồng em cũng có những cái ngại á, tại vì mặc dù mình không có gì nhưng mà những người xung quanh á, đặc biệt là tao mình cũng hiểu thôi, vì họ đằng sau anh ấy còn là cả một gia đình ngoại nữa. Thời điểm đó tụi em chưa có về nhà nhau. Và trước khi mà tới với anh thì mình cũng có quen, nói chung em cũng có quen nhiều người thì cơ bản là mình hiểu được, và mình phụ nữ mà, mình không có vẻ ngoài, không cần đẹp, nhưng mà cái vẻ ngoài của mình thời điểm đó nó quá, có nghĩa là nó hiện rõ lên luôn. Có nghĩa là cái móng tay của em nó chỉ còn một nửa móng thôi. Chân cũng vậy. Và nhìn bên ngoài là chỉ có cái khuôn mặt thôi. Tại vì nó sẽ bị lan vẩy ra cả. Nếu không biết cái này. Nên là nói không có mặt cảm hay không hề nào có. Có em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là bây giờ là tất cả mọi thứ mình đã vượt qua hết rồi. Bây giờ nhìn cô gái quá là xinh xắn. Đâu đưa tay anh coi coi. Hết rồi. Mấy cái móng tay nó đẹp hết sức luôn chị. Hết rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Em dạ, chữa rồi. Hết rồi đúng không? À, em đang hết được 90% bệnh rồi. Dạ. Nhưng mà từ khi nào mà em chữa? Dạ, sau khi lấy anh này. Là chồng dắt đi chữa hay là sao? Cái bệnh này của em thì bây giờ là đã có một cái phương pháp chữa bệnh mới. Nó sẽ hơi tốn kém một tí, nhưng mà em chia sẻ đi, em có những cái phương pháp là tiêm thuốc sinh học của bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có nghĩa là cái bệnh này thì thực ra trước đây thì nó không có. Và cái bệnh này nó khá tốn kém vì nó sẽ phải tiêm suốt đời. Và tiêm liên tục mỗi tháng một lần. Dạ, thời điểm mà em bắt đầu tiêm là từ tháng 7 năm 2021. Là bệnh viện Da Liễu Sài Gòn mình đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó thì thật ra nhưng mà tốn kém là như thế nào, em có thể chia sẻ chi phí để mà bỏ ra thì khoảng gần 10 triệu một tháng. Gần 10 triệu một tháng rồi. Nhưng bây giờ là em hết 90% rồi. Dạ đúng rồi. Là tức là sau khi mình hết 100% thì mình vẫn phải tiêm. Dạ đúng rồi. Tiêm suốt đời đúng không? Đó, như vậy thì hoàn toàn căn bệnh này có thể chữa được nha mọi người. Cái chi phí chắc là 10 triệu, nhưng mà sau này chắc cái giá thành sẽ giảm lại chị, yên càng tâm. Ngày sẽ càng giảm xuống đó. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái căn bệnh này đã không có thuốc trị rồi ạ. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô hả Phúc? Kể cho anh nghe hay... cái đoạn đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thường tụi em xác định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Nhưng mà ban đầu thì em vẫn, tại vì thứ nhất là bạn này lớn tuổi hơn, là ban đầu tụi em chỉ xin tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xin anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Dạ, tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu mới cưới. Có nghĩa là được gần 7 năm đó. Dạ. Gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ, chưa. Sao chị biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta biết. Ta son hay không son à? Đó, cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á, lâu lâu á, bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông ngụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời, hay quá. Một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh. Trời hay quá. Và anh ơi em rất cần anh lúc này đó. Trời ơi, nói giống như đi guốc cho bụng ta. Giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó. Quá hay. Đúng nhưng mà không? Hai vợ chồng có muốn có con không?
Dạ, tụi em cũng đang lên kế hoạch cho cuối chương trình nha. Cuối chương trình là một cặp cho tôi. Dạ, ngứa mà ngứa miệng quá. Một cặp cho tôi nha. Hai tuần rồi. Xanh một lần một cặp luôn. Dạ. Yeah. Cho nó khỏe. Yeah. Hiểu không? Dạ. Rồi, bây giờ quay ngược lại là các bạn đã có thời gian là 2 năm yêu nhau. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không? Có nghĩa là có gây lộn không đó, lúc yêu nhau là có gây lộn rồi, chia tay chia chân không á, rồi chặt chân chặt tay rồi cũng nó giận hờn đồ ném đồ chọi đồ rồi này kia nọ đó. Có drama nhiều không? Thì nó là ú à là quá nhiều luôn á. Dạ, rất là nhiều. Có những cặp chia tay 1001 lần rồi, ở nhiều lắm. Dạ. Cả ba chồng lẫn ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đều nói thôi tụi mình bỏ nhau cho rồi đi, cho đỡ mệt. Xong cuối cùng nó huề thuận là cái mẹ chồng hỏi: ủa bộ hai đứa đóng kịch drama hả? Đâu có, hai đứa bay đóng phim Hàn hả? Hoàng hốt hả? Đó, rồi sao hai chồng chia tay nhiều không? Nhiều lắm, hai nghĩ là tụi em chia tay nhiều lắm, mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á, thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á, là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi một tháng lương. Có nghĩa là cứ đưa một cuộc chơi đi chơi nào hay có gì đó, là không có cái chuyện mà hai vợ chồng này mà nó cãi nhau kiểu nó thiếu làm sao á. Nhưng mà vì lý do gì cãi nhau? Tức là những cái điều nó cực kỳ cơ bản, ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm, hồi xưa thì em nghĩ là hơi vô tâm, có là ghen nhau về những chuyện đó. Có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui vui kể nghe chơi? Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận thì xíu nói chuyện, giống như mình bận làm mà vợ em nhắn tin không trả lời, cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi. Mà cô kia cổ không chịu nhận cổ ghen nha cô, đó là em cảnh báo anh. Cô đừng không xài chữ ghen nha. Cô vợ tuần trước. Rồi sao? Và thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó, ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước, nhưng mà em chỉ xin lỗi vậy, giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai thứ ba thôi thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ cảm thấy thiếu, có bắt đầu lại dãy nảy khóc rồi làm trò làm chia để tạo chú ý, thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi thôi. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều, nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau dài nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến một tuần. Chồng hai đứa là quen nhau 2 năm. Vậy thì ai là người tỏ tình và ai là người đề cập cái chuyện đám cưới? Đám cưới là em. Em là người đề cập đến chuyện đám cưới ạ. Em đề cập cái ổng liền không hay là ổng còn suy nghĩ? Cũng lâu rồi nên hai vợ chồng không nhớ, nhưng mà em thấy nó rất là nhanh. Rất là nhanh, và em cũng có một cái kế hoạch trước trong cái việc, tại vì mình làm hay có kế hoạch nên là thực ra trong hôn nhân em cũng có một cái kế hoạch. Tại sao em đề cập lo lắng về tuổi tác? Đâu, kế hoạch sao? Ví dụ như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á, có nghĩa là người ta thì hiểu lầm thì người ta chia tay nhau, còn hai vợ chồng là hiểu nhầm nhau mới tới với nhau. Cụ thể luôn là ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á, thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình cũng đâu nghĩ là ông chê mình xấu đâu, mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên là ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai trai đơn gái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó là chính trực. Mình thấy họ chính trực. Em đúng rồi, em thấy ổng chính trực. Còn ổng thì ổng nghĩ là ổng dẫn em về quê á. Về quê ổng á thì thực ra là gia đình hai bên thì cũng không khá giả gì. Để về quê thì ổng nghĩ là trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì nhiều khi ảnh nghĩ là vợ mà phụ nữ thì sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ. Nhưng mà em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Em vô nó bình thường, ở này nghĩ là không, cô này cô không để ý gì hết trơn, được lao phải em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy, hiểu không? Xong rồi tới với nhau, sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Ủa nãy có kể cái gì mà không, để chị hỏi này, chị tò mò quá. Cái này sao có nghĩa là sao vậy? Sao có hai đứa ở trong phòng mà em làm gì đó? Đó đây, tôi cũng định hỏi gì luôn. Định hỏi gì đó? Để cho vợ em hiểu lầm em là người chụp chân. Ở trong phòng là ở đâu? Là ở dưới nhà của em đúng không? Dạ không, đi chơi là ở trong phòng đó, hình như là tụi em đi chương trình của cơ quan hay sao là nên là đi về trễ quá, nên là phòng trọ của em thì vẫn về khuya được, chỉ có phòng trọ của vợ em là không về, không về khuya sau 10 giờ được. Nên là vợ em nói là chắc để thuê khách sạn ở, mà thuê khách sạn thì có một mình thì mình cũng sợ, nên là mình mới nói thôi để ở cùng. Thì đó, thuê thì kêu thuê hai phòng thì bà này bà lại không chịu. Sợ ma. Dạ, sợ ma rồi sợ cái gì nửa đêm ai vô thì nói không sao đâu, kiểu bắt ở chung. Rồi ở chung thì ngủ trên ngủ dưới, nhưng mà xong thì cũng không, nói chung là đêm đó cũng ngủ xong bình thường. Lý do tại sao? Dạ thì vợ em nói đó. Chị đang hỏi em lý do tại sao em lại không làm ăn gì để vợ em hiểu lầm em là người chính trực. Đâu có, ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ. Là em nghĩ vậy hả?
Không, ổng nói sau này ổng khai ra với em á, ổng nói là thật ra là hồi đó tôi thấy bà, nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chút chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ, sợ đúng không? Giữ ờ cái ông này tôi cái sự giữ sự trong trắng của tôi. Nhưng mà trong mà với em thì em đã suy nghĩ ông này ông chính trực quá. Thì đó chính mở treo miệng mèo mà mèo không ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là vì những cái hiểu lầm nho nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Đó. Nhưng mà rõ ràng là nhờ như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn? À, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. À, có nghĩa là tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn, sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình đúng không? Đúng không? Đó, đó. Ừ. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Dạ, thật ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á, thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng, tại thường một năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ, thường là chu kỳ vào mùa đông á, mùa đông là lạnh sẽ đó. Chu kỳ đỡ nặng. Dạ thì em có đề cập nó là mình cũng thật ra em cũng lúc đó lớn tuổi rồi nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Thì tuy nhiên đó là do dự cho nên em lập một cái kế hoạch là tại vì em thấy anh này là người đàn ông của gia đình mà cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình đó. Cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng ăn cơm đi làm hết rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm thì nấu được vài bữa còn là anh nấu hết. Đúng không? Có nghĩa là cuối cùng giờ quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Dạ. Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ cho em bị một thói quen đúng không? Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Dạ. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em cao, có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có nên là tin. Đúng rồi, nên là họ cũng bàn ra với cũng có vài người bàn ra với chồng của em. Nhưng mà Phúc vì những cái lời bàn ra đó mà Phúc có bao giờ Phúc bị trao đảo hưởng, đó bị Phúc bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó mà trao đảo không? Của em thì lại không, tại vì đúng như vậy em nói, tại vợ em thì là người hướng ngoại, lại hay hoạt động đoàn hội nên sẽ đi rất là nhiều và giao thiệp cũng khá là nhiều. Thì đó ở làm ở phòng em thì gọi là các anh chị đồng nghiệp thì cũng có biết vợ em nên là mọi người cũng góp ý là lưu ý, tại vì đó tính của em lúc mới vào ngân hàng thì em khá là hiền và lành tính nên là mọi người cũng góp ý, nhưng mà mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau thì em cũng có kể cho vợ em, nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Còn nếu mà chính xác thì lý do kết hôn thì nó không phải em đẹp như vợ em kể đâu, tại vì một phần là vợ em có lên kế hoạch, với một phần là vợ em có sự tự ti về ngoại hình đó, nên là đã có, hình như em nhớ không lầm là vợ em có đi coi bói thì có một người đó mới nói là em là em quen Phúc mà chỉ có em chỉ cưới được năm nay, còn năm nay mà Phúc không cưới em là vì sao nó không bao giờ nó cưới em đâu. Sống luôn nữa dạ, mà càng sợ. Trời ơi, đang sợ là bữa đó là một hai bắt cưới, bây giờ có cưới không, không cưới thì chia tay, mà xong rồi tụi em nói là để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc. Rồi tối đó là hai vợ chồng hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lòng mà giận nhau hay là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đòi tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi. Có kế hoạch hết mà. Dạ. Trời ơi. Kế hoạch hết rồi. Bà chị chiêu trò. Cái này là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Em mới thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ hồi đó có chị. Tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên và hay dựng những cái tiết chương trình đó. Đúng rồi, chị Một ơi. Vậy đó. Này này. Rồi nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị Liên thử. Dạ anh em đồng cảm nha. Tự hồi nên lên trai tân chứ bộ tao phải gái tân à. Trời ơi, nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn trời ơi. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối nhìn là yếu đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời? Đó, thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Em bị dụ mà. Bị dụ. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ, đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn đúng không? Dạ. Thôi vậy? Bây giờ tính sao đi. Bây giờ cái chuyện không phải, là sao phải hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi cưới sao có lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắp đầu thông báo với gia đình rồi cưới thôi. Còn cái chuyện là còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, marry with me rồi, ví dụ không có đi rồi là không có không hề. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc đặc sập nhất của chương trình Vợ Chồng Son, Vợ Chồng Son đó là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha. Chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Vợ nói chứ. Để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm.
Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không, mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia, rồi sao mà họ không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em mà cứ gọi bà tôi. Nói trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, của tôi đưa lên tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Thế là cứ ý kiến với em là này vợ thế này vợ thế kia, rồi nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai này là hay thả bom. Thả bom. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bom và mùi hương. Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Sao em thấy vậy? Có đó đáng yêu thay cho đồng hồ báo thức. Không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và chùm chăn lại. Có nghĩa là chùm chăn lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cái đó khủng khiếp, đúng không? Đó là một sự khủng khiếp. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em sẽ đổi mình đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi, chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn, ảnh ngủ luôn, và em chờ ở bên sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào ổng cho em chừa cái tật đó. Thì bắt đầu sau này kể từ đó em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không, ok bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao không dám nữa. Có nghĩa là sẽ muốn đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi, chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn, đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem nó làm cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ thì mình, đúng không? Bởi vì anh bây giờ anh không có nói ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát biển đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ cái chủ nhất là cái càm ràm, bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng. Có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi, em là con là bị dụ, con là kia hết vậy. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng em. Hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó? Nhà hại chồng mà đủ hết trơn rồi đó. Trời sao hay quá vậy? Để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao? Bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen, gọi là cực kỳ ghen. Tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá, nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến đó là có người xem thì gần như tin nhắn đó, nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi, là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới lại xem điện thoại. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung, bạn bị tai nạn xe thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra. Thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia, thì mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời, con bé đó đi với 1 phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen, tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen đó, nên là người ta lại chọc mắm dặm muối vô đây. Đó, người ta cứ thêm mắm thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á, thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm, nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chị gọi chị tâm sự mà hình như là 45 phút, là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là 40+ tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chỉ người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cô không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự, mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự. Và thực ra là nếu như mà mình 1-2 lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự, và với tâm sự với rất nhiều người, thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới bây giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự với người khác. Đúng rồi. Ủa, giờ còn không? Hợp lý, cái đó là đúng hợp rồi, lý. Dạ. Mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu
lâu lâu thì cũng có những cái nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu lâu gọi là thôi. Nói chung là vợ em ghen nhiều lắm, chứ là mình chỉ nhắn tin qua lại thôi. Cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. Cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác, thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục, bỏ luôn đi. Dạ vì sao thì cũng tâm sự buổi trưa đi. Dạ. Hay gì 11 giờ tối bây giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai, về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá. Hay là đồng nghiệp hay em đi gặp đối tác hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả? Nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà. Vậy vậy giờ giải quyết làm sao, chứ lại để chuyện ghen này hoài. Nói tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tật khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính cảm ràng của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Làm phúc là người đi thu dọn. Dạ tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Lại mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ống heo, cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự thích ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kêu đóng 50.000 thì không đóng, xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa, xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 trong con heo. Để được em tưởng quá để không? Được bừa bộn bộn 10 dạ đúng rồi để được bừa bộn, giống như đã cái tính đó. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi con heo răng 500.000 lúc này không hay dạ. Móc ra luôn dạ, móc ra luôn, trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà đã mà dạ, nhà đã heo của bà mà bà muốn moi giờ nào bà moi. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn, chắc đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao, ai giữ? Nhắc cái vụ tiền thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền, nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ, nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chủ tự chủ á, mới làm ngân hàng quen. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng làm cũng quen rồi. Thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là, nhưng mà anh rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp, ok em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn ăn giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ cứ gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào bằng chồng phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng đúng không? Có nghĩa là dạ, không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em vẫn phải lấn qua. Dạ, mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được đúng không? Và chồng em mà rất vui vẻ gì đó, vui vẻ giờ cái tiền đó để làm gì nè, theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan điểm của em sẽ làm gì? Thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi. Chứ cũng không có gì, không có kỳ gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tức đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Dạ. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xì xò bề ngoài, nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm với vợ em. Bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiễm mình chấp nhận đó thì mình cái đó là cái lựa chọn của mình, mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình thì em nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả điều đó chưa? Dạ em đã 90% rồi. Dạ bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á, để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ. Dạ. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn, tại vì em bị từ năm lớp 2 cho đến bây giờ. Dạ. Thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em có luôn có một cái câu slogan như mình đó là không có gì là không thể cả.
Vì khi em, nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình, thực ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan, góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái năng thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình. Để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu. Nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chữa được, như tim rồi các kiểu nữa. Nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng, đúng là cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng mà anh lại chọn em. Vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng, những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, rồi anh ấy trùng chân thì em sẽ đúc, có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đúng một cái, cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình nó phù hợp. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn, có nghĩa là cái câu chia sẻ này của vợ thôi đó là tối nay là có bầu đó. Trời ơi. Dạ. Là tại vì chồng cảm thấy là chưa vợ chưa đã gọi là vượt lên được những cái mà chồng cứ cho là vợ vẫn còn đang bị mặc cảm, vẫn còn đang bị tự ti. Thì bây giờ chị chỉ khuyên em như vậy nè, để mà chứng minh cái sự gọi là cái tự tin của em á nhiều hơn nữa đối với chồng á, thì cái cường độ ghen của em bớt lại. Tại em biết sao không, thực sự vợ chồng ai cũng vậy hết trơn á. Sống với nhau một quãng đời mấy chục năm thì nó sẽ qua nhiều những cái giai đoạn, rất nhiều những cái giai đoạn của cái lứa tuổi cũng như là của cái đồ thị hình sin của tình yêu á, thì lúc không bao giờ có một cặp nào mà có thể mà bỏ hẳn được cái giai đoạn ghen tuông hết. Lúc dạ, nào cũng sẽ là, và bây giờ em đang ở giai đoạn đó. Lý do là thứ nhất tụi em mới được lấy nhau được có 5 năm. Dạ. Thứ hai là tụi em còn son, tụi em chưa có con. Thứ ba là có một số yếu tố mà để tạo nên cái sự ghen tuông của vợ em. Đó là đầu tiên là vì vợ em, như em đã cảm nhận là vợ em mặc cảm, là vợ em bị bệnh, gọi là một cái căn bệnh mà nói chung là phụ nữ người ta không có thích, không thích cái bệnh đó, bởi vì rất khó làm đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa lại là một cái sự mà chan hòa và ân cần quá mức của em đối với mọi người xung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp nữ, hoặc những chị, hoặc những em đồng nghiệp nữ. Cho nên ông bà mình nói không có khói thì sao có lửa, không có lửa sao có khói, ý là như vậy. Thành ra bây giờ em muốn vợ em bớt đi cái ghen tuông đó, thì em cũng sẽ bớt đi những cái ân cần quá mức cho phép của một người đàn ông đã có vợ. Dạ. Nếu em chưa có vợ, em muốn làm gì em làm, nhưng khi đã có vợ rồi thì nhớ giùm chị gọi em hiền á, chứ chị á là 10:30 đổ đi đấy ha, mà ổng không quan tâm tới mình mà ổng cứ lo chuyện thiên hạ đâu là chị mệt mỏi lắm, là chị không có để yên vậy đâu. Đúng không? Dạ. Chính vì vậy mà chị có 3 đứa con đó, em hiểu chưa? Đó, như hồi nãy vợ em cũng có chia sẻ đó, tại sao em lại không lựa chọn những cô gái khác khỏe mạnh hơn, tốt hơn, mà sao lại là lựa chọn vợ em để mà đi đến hạnh phúc ngày hôm nay. Thì trong để cho vợ hết ghen thì mình cũng phải lựa chọn. Dạ. Lựa chọn thời điểm và lựa chọn những người mà chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi với nhau phù hợp với thời gian. Dạ. Thấy không? Rồi bây giờ trước khi hồi nãy chị nói sao? Tối nay có bầu liền á? Chưa đâu. À phải em còn một chữa luôn. Ủa chưa luôn hả? Trước khi chút phải có cái điều này nè, nó mới linh nữa. Đâu cái gì? Đó là gì? Các em đến với nhau cho đến lúc mà các em cưới nhau cũng chưa có một cái sự tỏ tình. À mà có tỏ tình. Và cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Vậy thì trước khi anh bắt đầu anh khai mỏ, anh chúc các em có em bé thì anh muốn em, mình là đàn ông mà, đúng chưa? Dạ. Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình. Thì nói thẳng luôn đi, đó. Lời tỏ tình tỏ đáng tình yêu đi. Và cầu hôn với vợ em. Lời tỏ tình đáng yêu. Đó. Được không? Cái này thì em cũng chưa có sự chuẩn bị cho lắm nên là... Không sao cả. Em không cần không có gì nó qua sự tự nhiên hết em. Em nói bằng cả trái tim. Em cả đứng trái lên... tim của em với vợ em. Thực ra nó không phải là câu tỏ tình đâu. Nó chỉ là những cái lời yêu thương nhất mà em muốn dành cho vợ. Đúng rồi. Và muốn lời nhắn nhủ nhất về hạnh phúc tương lai của tụi em từ đây cho đến hết cuộc đời. Những gì em suy nghĩ trong lòng muốn nói với bạn. Cái câu nắm tay nhau thật chặt, siết tay nhau thật lớn. Hai chị em mình sẽ làm cái này đến 4 thập kỷ. Đó, nhưng mà đó là hai chị em mình. Còn bây giờ là em đó Phúc. À, đứng lên đi. Hai chồng đứng lên. Trời ơi cái sàn vợ chồng son nó linh lắm á nha. Dạ. Tỏ tình xong rồi ông mụ khai mỏ cái là dính bầu liền. Đúng rồi. Chắc lắm. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, thì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó, nhưng mà chắc sống với nhau thì vợ cũng hiểu là anh rất là thương vợ, nên là vợ cứ thoải mái tự tin về những điều đó. Tại vì khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng.
nên một bạn cứ tin tưởng cho anh. Ôm hôn cái coi, ôm nhau đi, ôm hôn cái coi nè. Ô trời ơi. Rồi, bây giờ bóc canh nè. Chưa, chưa, tao bà không có tôi chút hả? Lộn, lộn, xin lỗi, xin lỗi. Tại biết sao, tôi nghĩ tới cái cước nhỏ nồi. Cước chùi nồi. Tôi nghĩ tới cái cước chùi nồi. Chút xíu nữa ha, ông này một chút xong ha. Mà hai đứa bốc thăm ha, mà chúng cái cước chùi nồi là dính luôn. Là năm sau là... Một là cước chùi nồi, hai là chúng sửa lớp. À, chính xác. Hạnh phúc là lựa chọn ha. Dạ. Mà bây giờ mình lựa chọn chương trình Vợ Chồng Son và ước sửa lớp nữa, chắc chắn đêm nay có em bé. Rồi. Coi như hai món quà. À. Thôi bây giờ hôm nay nhân dịp các em đến với chương trình Vợ Chồng Son ha, anh chúc cho hai vợ chồng phúc nha, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nắm tay nhau ha. Dạ. À, đi đến với nhau, đi đến cùng nhau đến cuối cuộc đời này ha. Dù khó khăn, dù có như thế nào đi nữa, lúc nào cũng có đôi với nhau ha. Và chúc cho hai em qua năm sau nha. Bác sĩ báo tin vui và cuối năm sẽ xuất hiện một thành viên mới trong gia đình của các em. Nếu được một cặp luôn, được không? Dạ, một cặp nghe. Dạ. Một cặp tuyệt vời, đầy đủ, khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt sẽ đến với gia đình em. Đúng rồi.